Hồng y George Bell từ đỉnh cao Vatican đến bàn án xâm hại tình dục. Hồng y George Bell từng là người quyền lực thứ ba ở Vatican, nhưng mọi thứ nhanh chóng sụp đổ sau khi ông bị kết án 6 năm tù do xâm hại tình dục đối với hai lễ sinh trong một vụ việc diễn ra cách đây hơn 20 năm. Hồng y George Bell từng là tổng giám mục giáo phận Melbourne trong giai đoạn 1996-2001 và sau đó trở thành tổng giám mục Sydney từ năm 2001 đến năm 2014. Sau khi trở thành tổng giám mục của cả hai thành phố đông dân nhất Australia, ông George Bell được Giáo hoàng John Paul II tấn phong Hồng y vào tháng 10 năm 2003. Đến năm 2014, Hồng y George Bell được Giáo hoàng Francis phong chức Bộ trưởng Văn phòng Kinh tế của Tòa Thánh, trở thành người phụ trách các hoạt động tài chính của Vatican. Đây là vị trí mới do Giáo hoàng Francis lập ra sau vụ scandal tại ngân hàng Vatican. Vào năm 2015, một nạn nhân của hồng y Bell ra làm chứng trước cảnh sát Australia. Trước cáo buộc, vị hồng y này từng có hành vi xâm hại tình dục, hai lễ sinh khi còn làm tổng giám mục tại Melbourne. Hồng y Jack Bell trở thành quan chức cao cấp nhất của Vatican, đối mặt với các cáo buộc xâm hại tình dục. Vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của giáo hội công giáo trong bối cảnh liên tiếp có các cáo buộc về tình trạng xâm hại tình dục của các giáo sĩ nhà thờ tại mỹ chile đức và một số nước khác